Năm xưa khi tôi sống xa dễ dù, cô đơn âu lo buồn chán trường, miệt mài truy hoang đêm dài, cuộc đời chẳng ý nghĩa gì, tìm đâu dài gian dân lối tôi về. Nhưng Giêsu yêu dẫn tôi trở về, trao trong tay tôi hồng ấn Ngài, niềm vui hân hoan trong lòng, bình an của Chúa Giêsu tại thập giá Giêsu đã chết vì tôi. Đời con trong bên tôi, lòng ta yêu thương con luôn đến muôn đời. Trong tay Giêsu ấm êm an bình, ban ơn trăm năm còn mỗi ngày. Dù đôi núi rung chuyên dài, lòng quan nhân ta chẳng rời. Ngài là cứu chúa hay thương xót. Đời con trong biên tôi, lòng ta yêu thương con luôn đến muôn đời. Trong tay Giêsu ấm êm an bình, ban ơn trăm năm còn mỗi ngày. Dù đôi núi rung chuyển rời, lòng khoan nhân ta chẳng rời. Ngài là cứu chúa hay thương xót. Và vững chí hơn, được Ngài yêu.
Thank you.
Kinh Thánh Côrintô nhất đoạn 15 chép như vậy: nhưng bây giờ Đấng Christ đã từ cõi chết sống lại, Ngài là cái đầu mùa của những kẻ ngủ, vì như do một người mà có sự chết thì cũng nhờ một người mà có sự sống lại từ cõi chết.
Như trong Adam, mọi người đều chết. Cũng vậy, trong Đấng Christ, mọi người đều sẽ sống lại. Nhưng mỗi người theo thứ tự riêng của mình. Đấng Christ là trái đầu mùa. Đến ngày Đấng Christ hiện ra, những người thuộc về Ngài sẽ sống lại. Tạ ơn Chúa trong những ngày tháng trên đất, cô Lê Ánh Hồng đã đặt niềm tin của mình nơi Chúa Giêsu Christ. Ngài có một chương trình tốt đẹp nhất cho cuộc đời của cô. Đẹp ý Chúa, cô Lê Ánh Hồng đã nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc của mình và về yên nghỉ trong nước của Ngài. Hôm nay, Hội Thánh hiệp nhau lại đây để cầu nguyện cho Tang Quyến. Xin Đức Thánh Linh an ủi Tang Quyến trong lúc tạm xa người thân yêu của mình. Kính mời Hội Thánh cùng Tang Quyến đồng đứng. Chúng ta hiệp lòng với mục sư Trần Tôi cầu nguyện xin Chúa an ủi Tang Quyến và dẫn dắt giờ cầu nguyện buổi tối hôm nay. Là Cha cao quý của chúng con, Ngài đã tạo dựng nên con người của chúng con tốt đẹp để thờ phụng Chúa. Nhưng rồi vì loài người đã phạm tội khiến cho chúng con phải xa cách Ngài. Và từ đó con người phải sinh ra sự chết. Thì Ngài muốn con người chúng con được sống vĩnh cửu với Ngài ở thiên đàng. Do vậy thì tình yêu của Ngài đã lớn quá đối với chúng con. Ngài bằng lòng giáng sanh làm người, vì chính Ngài là Chúa tạo hóa, là thần linh, không thể cứu con người được, mà Ngài phải giáng sanh làm người, có xác thịt như con người của chúng con. Cuối cùng thì Ngài dùng huyết của Ngài để thay thế án phạt cho chúng con bởi sự chết của Ngài ở trên thập tự giá. Vậy hỡi Chúa của chúng con, khi chúng con tin nhận Ngài thì được Ngài tha thứ tội và Ngài nhận chúng con làm con dân của Chúa. Trong đó có cô Lê Ánh Hồng. Tại như ngày qua cô đau đớn nặng nề, nhưng vì tình thương yêu của Chúa cũng sớm cắt cô đi để cho vượt qua những sự khó khăn tạm thời ở trên đó. Vậy nguyện Chúa ở cùng an ủi Tàng Nguyên những người bà con. Chúa ơi, xin Ngài ở cùng, nhất là người chồng và đứa con bé mọn. Chúa ơi, con này xin tình yêu của Chúa Ngài bao phủ giữ gìn chở che cho. Chúng con tạ ơn Ngài trong ngày tang chế vừa qua, trong những sự cầu nguyện về mọi việc được tốt đẹp trọn vẹn, cảm ơn Chúa. Tối hôm nay một lần nữa chúng con họp lại đây với Tàng Quyên để chúng con cầu nguyện. Này xin Chúa ở cùng hết thảy chúng con qua lời đầy tớ của Ngài, để khiến cho hết thảy mỗi chúng con được sống và động trong ơn của Chúa, hầu chúng con làm vinh hiển danh Ngài. Và Chúa ơi, sáng ngày mai chúng con thì với tăng gia sẽ đưa thi thể của anh Hồng về nơi an nghỉ về quê hương của mình ở Grand. Nguyện Đức Chúa Trời sức giàu và an ủi hết thảy mỗi chúng con, để ai nấy được bình an trong ơn của Chúa. Con tạ ơn Ngài. Vậy trong thời giờ này xin Ngài ở cùng bảo vệ chăm sóc trong gia đình Tang Quyến, an ủi và đứa cháu nhỏ này cũng được vượt qua trong sự khó ở trong ơn của Chúa, để mọi sự thì với người già cùng người trẻ. Ôi Chúa, xin Ngài ban ơn ở cùng và người chồng của cô nữa. Hỡi Chúa của chúng con này xin tình yêu của Ngài cứ ở với chúng con, vì Chúa là đã chăm sóc chúng con khi chúng con gặp hoạn nạn khó khăn tang chế, thì Ngài bằng lòng an ủi chúng con. Vì vậy mà con này xin tình yêu đó xin Ngài cứ an ủi mỗi chúng con, khi là những người thì người thân yêu của mình đã ra đi trước mình, để lại những người còn ở trong gia quyến gặp những sự khó khăn. Nguyện Đức Chúa Trời toàn năng ở cùng và giúp đỡ cho. Thì giờ này đại tử của Chúa là mục sư có nhiệm vụ hội thánh gia đình cải ơn Chúa và rao truyền danh Ngài để an ủi Tàng Quyến tất cả chúng con, để hết thảy chúng con hiệp một vì sự vinh hiển danh Chúa mà chúng con thờ phụng Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài, chúng thành kính cầu nguyện nhờ danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời Hội Thánh cùng Tang Quyến đồng đội cùng với Tang Quyến ca ngợi Chúa qua bài thánh ca số 11. Chúng ta hát lại một lần nữa hai câu.
bài thánh ca này. Phải quê hương chính tôi đây không được lòng nhà cha trên đời thiên phố chất chứa bao châu bao tôn sứ thân hát sướng tưng bừng xuống lên trên thang chờ mong lòng tôi còn gì vương vấn với thế gian mong chờ này Chúa yêu có tường thiên vương gọi ai ngoài ngài cùng tôi đời làm cho chúng ta cảm thấy hết sức là buồn bã.
Do vậy thì chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta có lời của Chúa, chúng ta ở trong Chúa, chúng ta có lời của Chúa, và rồi lời của Chúa sẽ đem đến sự an ủi cho chúng ta bởi Thánh Linh này. Cho nên tôi kể ơn Chúa để dùng lời của Chúa để cùng chia sẻ với Thánh Thiên tối nay. Ước ao rằng lời của Chúa sẽ đến với mọi lòng của chúng ta. Tôi xin được đọc lời Chúa ở trong sách Hebrew đoạn 2 câu 14 và câu 15. Kinh Thánh Hebrew đoạn 2 câu 14 và câu 15. Lời Chúa chép như vậy: vậy thì vì con cái có phần về huyết và thịt nên chính Đức Chúa Giêsu cũng có phần nào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết linh mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ, lại cho giải thoát mọi người vì sợ sự chết bị cầm trong vòng tôi mọi trọn đời. Chúng ta luôn luôn đối diện với rất nhiều những sự sợ hãi, sợ đói, sợ nghèo, sợ đổ vỡ, sợ thất nghiệp, sợ cô đơn, vân vân. Tuy nhiên, vượt trên hết tất cả những nỗi sợ đó là sự sợ chết. Mình có thể nói một lời như thế này: cho dù là ai đi chăng nữa, người có gan dạ đến chừng nào đi chăng nữa, khi họ đối diện với sự chết thì ai cũng phải sợ hãi, run rẩy. Tôi có đọc một bài báo viết về một người tên Cước ở tại Việt Nam của chúng ta cách đây một thời gian trước. Anh chàng này giết người như ngoé, không ngón tay, và bị kết án, bị bắt, bị kết án tử hình. Và dầu là một người giết người không ngón tay, nhưng mà rồi khi xử tử hình, khi đưa ra pháp trường để chuẩn bị để bị xử tử, thì bài báo nó nói rằng anh này chết trước khi được bị người ta xử tử hình. Nghĩa là anh thấy cái hình phạt mà anh phải chịu đối diện với sự chết thì anh xỉu chết trước khi người ta thi hành cái án phạt đó. Thì điều này cho chúng ta thấy rằng cái nỗi sợ về sự chết đó là nỗi sợ kinh khủng rồi. Tôi nghĩ rằng không ai trong chúng ta mà không sợ chết cả. Có không là chết? Chết là gì? Tại sao người ta lại sợ sự chết? Và rồi có cách nào để chúng ta có thể vượt qua sự chết đến nỗi chúng ta có thể bình an, chúng ta đối diện với nó, là cách nào để chúng ta có thể khỏi phải sợ chết? Sự chết là gì? Tại sao người ta phải sợ? Ở trong Kinh Thánh thì trên 1231 lần đề cập đến từ ngữ chết. Và trong nguyên văn cái sự chết nó mô tả một điều gì đó. Thứ nhất, chết có nghĩa là ngưng nghỉ hoàn toàn mọi sự hoạt động ở trong thân thể của mình. Khi một người chết có nghĩa là người đó, tất cả những cái sự sống ở bên trong thân thể của người đó nó ngưng lại. Và rồi cái thân thể sống nó bắt đầu bị hư hoại đi. Về một phương diện thì sự chết có nghĩa là ngưng nghỉ tất cả những cái hoạt động về thể chất của mình, không còn một cái sự sống nào ở cơ thể đó, mà đã bắt đầu cho sự phân hủy. Tuy nhiên cái sự mô tả đó nó chỉ nói lên một phần về vật lý, về vật chất trên đời sống con người đó mà thôi. Thánh Kinh mô tả sự chết với một ý nghĩa khác hơn. Chết có nghĩa là sự phân rẽ. Sự chết có nghĩa là sự phân rẽ. Và tôi nghĩ rằng cái sự định nghĩa này của Thánh Kinh nó cho chúng ta sự suy nghĩ về cái nguồn gốc của sự chết, là nó sẽ đến một sự hiện hữu khác bên cạnh sự hiện hữu của thân xác của chúng ta. Đó là sự hiện hữu của thuộc linh.
tôi lấy ví dụ như cái nhành bông, nhành hoa mà tôi đang có trước mặt. Quý vị nghĩ là cái nhành hoa này nó còn sống hay nó đã chết? Nếu chúng ta nhìn vào cái sự tốt tươi của nó, chúng ta nói rằng ô, cái hoa này nó còn sống, tại vì nó đang tốt tươi mà. Nhưng thật ra nếu chúng ta nhìn kỹ thì chúng ta sẽ biết rằng cái nhành hoa này thực ra nó đã chết rồi. Lý do là nó đã bị cắt lìa khỏi cái nguồn sống của nó, tức là cái thân cây. Bây giờ chúng ta đang thấy nó tốt tươi, chúng ta biết chắc chắn là chỉ trong vòng 1-2 ngày nữa thôi thì nó cũng sẽ bị hư hại. Vì nó phân rẽ khỏi cái nguồn cung cấp sự sống của nó, cho nên như thế. Cho nên đây là thánh kinh cũng định nghĩa chúng ta là sự phân rẽ khỏi cái nguồn sống, đời sống của chúng ta ngay từ khi tổ phụ của loài người giơ tay hái trái cây cấm ở Đức Chúa Trời cấm. Chúng ta nói rằng bởi vì sự phạm tội của người mà có sự chết, rồi sự chết trải qua trên hết thảy mọi người, vì mọi người đều đã phạm tội. Có những khi chúng ta nhìn vào đời sống của một người, chúng ta thấy rất là tốt tươi, nhưng mà rồi có bao giờ chúng ta nghĩ rằng cái con người đó thật ra nó đã chết từ bao giờ rồi, và hiện nay nó đang sống, đó là đang sống trong một thân thể, và thân thể đó chắc chắn là sẽ chết. Có thể chúng ta nghĩ trong sự suy nghĩ như vậy không làm gì? Rất có thể chúng ta nghĩ là ô, một người sống là sống, còn chết thì cái nào tắt hơn mới chết. Nhưng xin thưa quý vị, lần lượt của chúng nói rằng sự chết đó là sự phân rẽ. Và khi nào cái người đó phân rẽ khỏi cái nguồn sống của mình thì người đó là chết. Cái việc mà người đó đang duy trì cái sự sống còn bao lâu là tùy theo cái đời sống của người đó mà thôi. Và nếu định nghĩa đúng như vậy, thưa quý vị, tất cả chúng ta là những người đang ở dưới sự chết. Tất cả chúng ta đang ngồi đây, chúng ta đang sinh hoạt đây, chúng ta đang tưởng như mình đang sống, thật ra mình đang ở dưới sự chết. Nếu một ngày nào đó chúng ta chắc chắn là cũng sẽ khô héo, chúng ta cũng sẽ bị hủy hoại, chúng ta đối diện với sự chết. Thật ra chúng ta chết ngay từ khi chúng ta mới vừa sinh ra, chúng ta chết, chứ không phải là đến khi chúng ta nằm xuống mới là chết. Các nhà khoa học người ta nói rằng cứ mỗi một ngày hàng triệu những cái tế bào trong cơ thể chúng ta mới chết đi. Bởi vì chúng ta còn sống động cho đến ngày hôm nay là tại vì có hàng triệu tế bào khác nó sinh ra và nó thay thế cho cái tế bào đó. Chúng ta thường hay chà chúng ta hay chân chân mình thấy nó ra những cái chất tế bào thải ra, chúng ta gọi là cái gì đó, cái chất thải ra trong da trong cơ thể chúng ta ra, đó là cái tế bào chết. Nhưng mà rồi chúng ta sống được là vì cớ nó vẫn sản sinh ra những cái tế bào khác mỗi ngày. Cho đến một ngày nào đó khi mà những cái tế bào nó không chết và rồi cái tế bào đó nó cứ sống hoài, và chừng đó chúng ta chết. Lý do là sao? Vì cái tế bào mà nó không chết đó, nó sẽ trở thành một cái ung thư, nó sẽ lớn lên và chắc chắn là nó sẽ làm chết. Cho nên thưa mình, em xin biết rằng chúng ta có một cái sự nhìn, có cái nhìn đúng đắn của cái chúng ta là sự chết. Lý do là sao chúng ta sợ nó? Thật ra người ta sợ sự chết là nhiều lý do lắm, chúng ta không thể kể hết được cái điều mà chúng ta gọi là sự sợ chết. Chúng ta sợ chết là vì chúng ta sợ chia lìa. Khi một người qua đời có nghĩa là người đó có chia cắt hết với tất cả người thân và không còn thấy mặt người ta. Chết có nghĩa là mất hết, không còn gì hết. Người ta sợ chết là tại vì khi chết có nghĩa là người ta không còn ai có thể nắm giữ bất cứ điều gì, cho dù người đó là già hay là nghèo. Có thể người đó sở hữu hàng tỷ đô la, bao nhiêu vàng bạc ngọc ngà châu báu trong đời sống của mình, người đó có bao nhiêu cái thẻ tín dụng trong ngân hàng, người đang sở hữu rất là nhiều, nhưng mà khi chết có nghĩa là hết, không còn gì hết. Nhà tỷ phú dầu hỏa Rockefeller, ông là một tỷ phú mà nếu tính theo cái giá trị ngày hôm nay thì
ông thuộc về loại giàu nhất ở trên thế giới vì gia tài của ông rất là nhiều. Nhưng mà rồi khi ông Rockefeller qua đời, ông còn gì không? Ông còn gì không? Và rồi người ta nói rằng trước cái ngày mà ông tỷ phú này qua đời, ông đã nhắn lại cho gia đình, ông trăn trối lại cho gia đình. Ông yêu cầu gia đình làm một việc mà rất là lạ lùng, đó là ông kêu người ta làm cái quan tài, khoét hai bên cái quan tài đó hai cái lỗ trống, và rồi ông biểu người ta liền ông một cách là bỏ vào đó và để hai cái bàn tay của ông ra ngoài, và rồi ông yêu cầu người ta đem cái quan tài này đi diễu hành ở trung tâm của lương đồ, đi một vòng như vậy để cho mọi người thấy rằng ông muốn gửi đến cái thông điệp này. Khi ông sống, bàn tay ông sở hữu rất là nhiều tiền bạc, ông là người rất là giàu có, nhưng mà chết không giữ được gì hết, nó hết không còn gì. Và người ta nói trong cái văn hóa người Việt là nó chết mà cái nút áo người ta cắt người ta để lại cho nên người ta sợ chết là người chết nên đi hết tất cả những gì mà chúng ta có. Và rồi người ta sợ chết vì sao nữa mà chết? Người ta sẽ chết vì người ta không biết rằng sau đó người ta đối diện với cái gì làm sao mà sự chết. Có rất nhiều những tôn giáo nỗ lực để giải thích cái những sự hiện hữu ở đằng sau sự chết. Mà có cái tôn giáo nào thì người ta cũng răn đe con người, người ta nói về những hình phạt như là gạt dầu sôi, như là những cái hình khổ đau đớn ở trong một nơi mà sâu cọ vân vân, một nơi kinh khủng ở trong nền cổ đông. Và Kinh Thánh là lời Chúa Trời cũng mô tả về cái sự chết làm sao sự chết. Một phương diện đối với những người làm ác đó thì làm sao sự chết đó là hồ lửa có viên cháy bừng bừng ngày và đêm, đau khổ ở trong cái hồ lửa cổ đó. Người ta sợ sự chết là người ta sợ rằng khi mình nhắm mắt, mình bước vào trong cái cõi đời đời đó, thì họ bước vào cái thế giới, cái thế giới đó là thế giới của sự hình khổ, thế giới của sự đón phạt thì có thể tội lỗi của người. Chứ nếu thật sự người ta biết chắc rằng khi người ta bước vào trong cõi đời đời mà người ta được lên thiên đàng, người ta sống trong phước hạnh thì không ai sợ chết được. Đúng quý vị. Người ta sợ chết vì người ta nghĩ đến cái đó mà. Cho nên rất là nhiều người khi còn sống người ta làm chuyện, người ta xây chùa chiền, người ta xây trường học, người ta làm công đức, người ta ước ao đằng sau cái việc đó thì người ta sẽ giảm đi những cái hình phạt ở đời sau. Rồi người ta sợ chết vì người ta nghĩ đến cái ngày đón xét, ngày đón xét. Người ta sợ rằng tất cả những cái việc người ta làm tội lỗi đó sẽ được phơi bày ánh sáng của đấng xử đoán. Thánh Kinh nói rằng mọi người phải qua đời một lần, phải chết một lần rồi chịu phán xét, nghĩa là tất cả những ai chết thì sẽ phải ứng hầu trước một tòa án. Kinh Thánh nói rằng đó là tòa án lớn và trắng, biển đang trả lại tất cả những người chết, đất đang trả lại tất cả những người chết, và rồi tất cả những người đó được sống lại để ứng hầu ở trước tòa án gọi là tòa án lớn và trắng, tòa án trung thẩm của Đức Chúa Trời. Và rồi có những sách mở ra và những sách đó ghi chép lại hết tất cả những gì mà con người làm khi người đó đang sống trên đất. Người ta nói rằng những kẻ phạm tội, những kẻ gian ác, những kẻ tà dâm, những kẻ gớm ghiếc, những kẻ thờ thần tượng, những kẻ nói dối, phần của nó là hồ lửa có viên cháy của người. Người ta sợ chết, người ta sợ sự đoán phạt của Chúa. Nhiều lý do mà tôi tưởng rằng nếu như chúng ta không phải là con cái của Chúa, nếu như chúng ta không có lời của Chúa thì tôi nghĩ không ai có thể dám đối diện với sự chết mà không sợ. Tuy nhiên chúng ta cảm ơn Chúa, như tôi nói chúng ta có lời của Chúa. Thánh Kinh chép gì về sự chết và tại sao con cái của Chúa không hề sợ sự chết? Do họ vẫn phải đối diện với sự chết. Và rồi như cái thánh chết rằng theo gia đình cho lần một cái chết một lần, nhưng mà con cái của Chúa, những người đặt niềm tin nơi Chúa Giêsu, tại sao người ta không sợ chết? Và đây là của Chúa nói rằng vậy thì vì con cái có phần về huyết và thịt nên chính Đức Chúa Giêsu cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết
mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ. Chúa Giêsu mang lấy xác thịt của con người, cho nên khi Ngài chết ở trong thân thể Ngài thì là một sự hy sinh chuộc tội cho con người. Và chính sự chuộc tội của Chúa Giêsu trên thập tự giá, khi huyết của Chúa đổ ra, khi mạng sống của Chúa bị cất đi, thì đó là một sự chết thay cho nhân loại, cho loài người. Và khi Chúa chết vì tội lỗi con người, Chúa sống lại, Chúa bứt đứt dây trói của sự chết, Chúa hủy phá kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ. Thánh Kinh giác như vậy. Thánh Kinh nói rằng ở sự chết cái nọc của mẹ đó, ở sự chết cái nọc của mẹ đó, cái nọc của sự chết, cái nọc của tội lỗi đã bị hủy phá bởi sự chết chuộc tội của Chúa Giêsu và bởi sự sống lại phục sinh vinh hiển của Chúa Giêsu. Cho nên cái Thánh nói rằng những ai ở trong Chúa thì sẽ không phải bị đóng phạt nhưng mà vượt qua sự đóng xét để có thể nhận được sự sống đời đời trong Chúa Giêsu. Tôi lấy một cái thí dụ rất là đơn sơ mình thêm. Tôi lấy ví dụ như tôi là cái quyển tập này. Tôi là một quyển tập viết đầy chữ, có nghĩa là đầy tội lỗi. Và rồi nếu như tôi ở ngoài Chúa và tôi chết đi thì tôi sẽ chết ở trong hồ lửa đời đời. Vì đây là lời Chúa phán dạy. Tuy nhiên nếu quyển tập này được đặt ở trong Chúa Giêsu là quyển kinh thánh này, nếu như Chúa Giêsu đã chết và đã sống lại từ trong cái chết thì tôi cũng sẽ được sống lại với Ngài trong sự vinh hiển. Và đó là lời của Chúa phán. Chúa Giêsu đã chết và đã sống lại các vinh hiển. Chúa sống lại vào ngày Chúa nhập cuộc sống. Bao nhiêu lần chúng ta cứ đến cái ngày Chúa nhập các con bạn chân, chúng ta nói ngày mai là Chúa nhập. Khi ngày Chúa nhập qua rồi, chúng ta nói ngày Chúa nhập đã qua rồi. Nhưng mà có bao giờ quý vị suy nghĩ rằng cái tại sao cái ngày đó gọi là ngày Chúa nhập? Đơn giản là trước khi mà Chúa sống lại từ trong kẻ chết thì ngày đó gọi là ngày thứ nhất. Nhưng mà sau khi Chúa sống lại từ trong kẻ chết thì ngày đó gọi là ngày Chúa nhập, nghĩa là ngày Chúa sống lại từ trong kẻ chết. Cho nên người ta không gọi là ngày thứ nhất nữa mà người ta gọi là ngày Chúa nhập. Ngày Chúa nhập là ngày Chúa Giêsu đã bứt đứt cái trói của sự chết. Ngài sống lại và hiện ra cho nhiều người. Mộ trống của Ngài bây giờ vẫn còn ở đó. Và sau khi Chúa sống lại, Chúa hiện ra rất nhiều lần. Và bằng cớ rõ ràng ở trong ngày nay, Chúa đang sống, đang biến đổi nhiều cuộc đời của những tội nhân trở nên con cái của Chúa. Chúng ta có đủ bằng cớ để chứng minh bằng lịch sử, bằng kinh nghiệm về sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu, và nó ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta ngày hôm nay như thế nào. Tất cả những ai ở trong Chúa được kinh nghiệm sự biến đổi, được kinh nghiệm sự đổi mới ở trong quyền năng của sự phục sinh của Chúa, và đó là một bằng chứng hùng hồn họ có cái sự sống phục sinh của Chúa Giêsu ở trong thân thể mình. Cho nên sự chết thì vẫn còn đó, nhưng mà có những sự ngoại lệ. Những sự ngoại lệ đó là gì? Đó là những ai ở trong Đấng Christ ngày đó thì chắc rằng mình sẽ được đồng hưởng sự sống lại với Chúa, và rồi sẽ được sống với Chúa ở trong cõi đời đời trong đời sau. Tôi kể một câu chuyện nữa thì chúng ta sẽ cùng nghe. Một ngày nọ tôi đi phô tô bài hát. Khi tôi đến tìm phô tô thì vì bài hát của tôi hơi nhiều và bị đông khách, cho nên tôi thói quen là tôi đứng chờ, thì tôi gặp sách gì thì tôi đọc sách nó. Cho nên tôi lấy ngay một cuốn sách ở trong đó và tôi đọc. Trong thời gian chờ đợi thì tình cờ tôi đọc nhầm một cái quyển kinh của một tôn giáo. Nếu tôi nói tên ra thì quý vị sẽ biết ngay đây là tôn giáo rất là đông người hiện nay ở Việt Nam. Và cái quyển kinh này kể về một câu chuyện, nói rằng một ngày nọ thì có một cái chị là tín hữu của cái tôn giáo đó, thì có một đứa con gái duy nhất thôi, nhưng mà đứa con gái chị qua đời. Cho nên chị buồn lắm. Và chị nghe nói cái ông giáo chủ đó đang ở gần, cho nên chị đến và chị thiết tha thành khẩn. Chị nói với cái ông giáo chủ của tôn giáo đó, nói là thầy ơi, thầy là bậc tu hành, thầy là bậc thánh hiền, con tôi nó chết rồi, xin thầy làm ơn thầy làm phép cho con tôi nó sống lại. Và cái vị giáo chủ này đã giải quyết sự yêu cầu của chị này một cách lạ lùng như thế này.
để chủ đưa cho chị một cái lương hương. Lương hương không, lương trống không có gì nói. Và bảo chị là bây giờ con đi vô trong làng phía trước đây, con đi tìm cái nhà nào mà không có người chết đó, thì con xin cho ở trên bếp của cái nhà đó, con đem về cho ta. Và rồi ta sẽ làm phép, ta sẽ hóa cho con còn sống lại. Cái đề nghị cái kết cục của câu chuyện đó là như thế nào? Câu chuyện đó nói rằng con dịch cho cái chị này, chị đi từ đầu trên tới xóm dưới, chị đi hỏi hết nhà này tới nhà kia, đi đâu chị cũng hỏi chị ơi, anh ơi, bà ơi, cô ơi, trong nhà này đã từng có ai chết chưa? Và tất cả mọi người đều nói rằng có, là vì không cha cũng mẹ, không mẹ cũng ông bà, tất cả đều có người chết, không ai mà không có người thân qua đời cả. Cho nên cuối cùng chị đặt thất còn chị mang cái lương hương đó về. Rồi chị đến trước mặt cái ông giáo chủ đó, chị nói rằng con không tìm được một nhà nào mà không có người chết hết. Rồi cái vị giáo chủ này đã nói một câu hề vốn như thế này, nói rằng con ơi, ở đời hãy có sanh thì có tử, hãy có sanh thì có tử, nghĩa là sanh thì chết, và sanh tử là chuyện bình thường, con về con chôn con của con đi. Thế thì thấy cái kết cục của câu chuyện này như thế nào? Nó rất là đáng buồn, nhưng mà nó phản ảnh đúng cái thực trạng của con người. Không ai có thể cứu con người khỏi sự chết cả, ngoại trừ một đấng, đấng đó là Đức Chúa Trời, đấng đó là con Đức Chúa Trời mang thân xác loài người. Ngài là Đức Chúa Trời cho nên Ngài đến trần gian, Ngài chịu chết vào rồi. Chính vì Ngài là Đức Chúa Trời cho nên sự chết không có cầm giữ được Ngài, Ngài đã sống lại. Và đấng đó là Chúa Giêsu, con Đức Chúa Trời. Bởi vì Chúa sống lại cho nên chúng ta là con cái của Chúa, khi Ngài hướng sự sống lên Ngài thì chúng ta cũng sẽ sống lại với Ngài. Ước ao là những lời mà tôi chia sẻ tối nay sẽ giúp chúng ta chế ngự được sự sợ hãi, giúp chúng ta đối diện với sự chết, giúp chúng ta có niềm tin nơi Chúa Giêsu. Ai đang thiếu sự tin cậy nơi Chúa Giêsu, ai đang cảm thấy rằng mình chưa nhận được sự sống thật từ nơi Chúa, ai đang không phải là một con cái thật của Chúa, thì xin Chúa cho quý vị hãy mau mau tìm kiếm Chúa, đến với Chúa và tin nhận Ngài, rồi là chúng ta trở nên con cái của Chúa để chúng ta thừa hưởng được sự sống đời đời. Chúa ban cho chúng ta. Xin Chúa ban phước cho tất cả quý con cái của Chúa tôi này. Bây giờ xin chúng ta cùng nhau đứng lên và chúng ta để đi nhận cầu nguyện. Biết Ngài, biết Ngài, biết Ngài, biết Ngài,
ngày mai cái đường thánh cũng sẽ tiến hành để quan và đưa thi thể của cô anh Hồng về an táng của quê nhà ở Đông Dương. Xin Chúa đưa chúng con đi được sự Chúa ban ơn cho những từ giờ đầu đến giờ cuối. Bởi vậy chúng con ai nấy đều có lòng kính sợ Chúa. Xin Chúa dùng giữ tiếp trợ mọi nhu cầu trong gia đình, trong việc lo cho tang lễ của anh Hồng. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Xin Chúa cũng có cảm ơn chúng con tối nay. Chúng con cũng cầu nguyện nhân danh của Chúa Giêsu Christ. Xin kính mời các bạn cùng ngồi. Đi. Thầy đồ Tam Quyến, tôi xin có một thông báo. Lễ Di Quan vào lúc 7 giờ ngày 9 tháng 8 năm 2018. Tức là vào sáng ngày mai. Sau đó đưa đi an táng tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Xin hội thánh để lòng cầu nguyện và tham dự chương trình lễ Di Quan sáng ngày mai. Một lần nữa kính mời thánh cùng Tam Quyến đồng đứng lên. Chúng ta hiệp ý trong lời cầu nguyện chung và sau đó cùng với Chúa bài Hallelujah của chúng. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng con như chúng con tha kẻ phạm tội lỗi của chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, sống của chúng con khỏi điều ác. Vì nước, vì vinh hiển thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen. Hallelujah. Gọi người đang đau thương cô đơn bước trong chiều.
trở về đây bên Chúa Giêsu nhận tình yêu. Trao cho Ngài mọi điều lo lắng, nương nơi Ngài lòng thật êm ấm. Chúa sẽ cho lòng tràn bình an, hy vọng vì tương lai tươi sáng. Mau lên đi, những ai đang bước chân ngần ngơ, trở về bên Giêsu yêu thương chính bây giờ. Ôi Giêsu thiết tha mong chờ, khuyên ai ơi chớ nên ở thờ. Người người ơi nghe tiếng Giêsu lần nào chưa? Trở về đây bên Chúa Giêsu nhận tình yêu. Người người ơi nghe tiếng Giêsu lần nào chưa? Trở về đây bên Chúa Giêsu nhận tình yêu. Trở về đây bên Chúa Giêsu nhận tình yêu. Thank you.
tụ họp nhau tại đây để có lời của Chúa an ủi tan gia trong những ngày mất đi một người thân yêu trong gia đình. Như cầu nguyện xin Chúa ban ơn, Chúa an ủi, xin Chúa cũng sẽ trị suốt thời gian còn lại của tang lễ cô Lê Anh Hồng. Để bắt đầu cho thời giờ lễ vừa qua, chúng ta cần được sự cảm ơn từ nơi 30 Đức Chúa Trời. Bởi cái đó nên xin tất cả chúng ta cùng đứng lên và dành thời gian, ít phút hướng lòng về Chúa. Xin Đức Chúa Trời toàn năng hiện diện ban ơn để những việc xảy ra trong thời gian lễ di quan và trong sự khỏe của Chúa. Xin chúng ta cùng nhắm mắt để tập trung tư tưởng và cúi đầu tỏ lòng kính đối với Chúa. Xin kính mời ông sư Trần Tui đứng lên đây cầu nguyện. Xin Chúa cảm ơn cho thì giờ lễ di quan. Xin kính mời ông sư. Kính mời Đức Chúa Trời toàn năng là đấng yêu thương nhân loại của chúng con. Ngài đã tạo nên mỗi con người của chúng con. Nhưng rồi con người đã bất toàn, bất năng trước cảnh sự chết chóc. Do vậy thì Ngài biết và Ngài đã yêu thương chúng con, Ngài đã giáng sanh làm người. Đó là Chúa Giêsu Christ ngôi hai, Đức Chúa Trời ba ngôi. Ngài đã thi hành sự cứu chuộc nhân loại của chúng con. Trong số đó thì có cô Lê Anh Hồng. Để ý Ngài, Chúa đã đem linh hồn của cô vào thiên đàng để nghỉ ngơi khỏi những công việc khó nhọc của thân thể đời này. Vậy chúng con là những người trong gia đình của cô, là những người trong hội thánh của cô đã sinh hoạt. Vậy chúng con hiệp lại đây để chúng con cầu xin Ngài ở cùng với chúng con. Chúng con cũng tạ ơn Ngài trong những ngày qua, trong tang lễ của cô được sự bình an cho đến giờ phút này. Do vậy thì từ đây sau giờ này chúng con sẽ di quan cô đến rằng xin xin Ngài thương xót và ở cùng trong chuyến đi này được mọi sự bình an cho đến nơi ở đó thì thớ của Ngài đã làm lễ hạ quyết cho cô. Hỡi chú chúng cũng con vào trong hội thánh, ở trong gia đình, ở xã hội thiếu vắng đi một người đã từng sinh hoạt. Do vậy thì chúng con cảm thấy rằng sẽ không còn bao lâu nữa chúng con sẽ gặp lại vì Ngài Giêsu đã làm, tức là tận thế. Hỡi Chúa của chúng con, xin Ngài ở cùng để giúp đỡ và ban ơn cho hết thảy mọi chúng con. Chúng con sẽ gặp lại người thân yêu của mình tại thiên đàng vĩnh hiển, vì Ngài hứa Ngài sẽ cắt chúng con đi lúc Ngài tại lòng. Vậy Chúa ơi, xin Ngài nghe lời khẩn cầu của chúng con, vì trong cảnh đời người này trần thế tội lỗi đã làm cho chúng con khốn khổ và có sự chết chóc ôm đau, thì xin Ngài ở cùng với chúng con qua đầy tớ Chúa. Xin Ngài dùng môi miệng của ông, tâm trí của ông để có lời hàng sống, là lời đó gây dựng chúng con, để giữ gìn bảo vệ chúng con bởi Đức Thánh Linh của Ngài hành động trong tâm linh của mỗi chúng con. Và Chúa ơi, xin Ngài cũng nhắc nhở qua sự cái đám tang này để khiến cho đồng bào của chúng con nghe và biết, khiến cho gia đình của cô được bình an và hiểu thêm ai chưa tiếp nhận Giêsu làm Chúa của mình, chưa hết làm hầu việc Ngài, thì hả tiếp tục sống thờ phụng Chúa một cách tôn quý để cho được đến ngày Chúa Giêsu trở lại. Chúng con nghe những tiếng càn của Chúa thổi, cái thiên sứ thổi ở thiên đàng, và tiếng kêu của thiên sứ lớn sẽ cắt chúng con, biến hóa chúng con có một thần kỳ mới giống như thiên sứ ở trên trời vậy. Ôi phước hạnh lớn biết bao cho chúng con. Bởi đó chúng con không đủ lời, đủ tiếng để cảm tạ ca ngợi tình thương và quyền phép của Chúa trong những ngày sắp đến đây. Hỡi Chúa của chúng con, xin Ngài ở cùng và xin Ngài an ủi tâm quyến, và nhất là đưa đoàn xe tang đến nơi được sự bình an của ơn của Chúa. Ban phước ở cùng hết thảy chúng con trong thời giờ này. Xin Chúa dùng lời này, xin Chúa dùng bản thánh ca để nhắc nhở, để tôn kính Chúa. Xin Ngài nhậm lời ở cùng từ chúng con thành kính cầu nguyện
nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin chúng tôi thân quyến hội thánh đồng ngồi. Chúng ta cùng nhau tụng kinh Chúa bài số 6 của bài hát thánh ca số 336 có tựa đề dân giờ dân sách tuyên đọc. Trong bài thánh ca này có ý như sau: trong Đức Giêsu chúng ta sẽ hiện diện trong nước của Ngài. Ngài Chúa trở lại tất cả chúng ta được gặp trong nước của Chúa. Jesus Christ. Chúng ta cùng Chúa bài thánh ca số 336 hoặc là bài số 6 trong những bài hát của chúng ta. Thời gian sẽ nhân dương lúc tiếng loa rào tình Chúa lại lòng từ trời. Tình mình sẽ chiêu ân mãi mãi sang cho anh em tươi. Mọi dân đang thân dương nước lúc bay lên vui nhóm bên kia bờ rồi. Giờ dân sẵn khơi xưa mừng nghe Giêsu gọi tôi. Giờ dân sẵn sẽ tiếng đồng vui quá vui. Khi dân sẵn tiếng đồng vui quá vui. Giờ dân sẵn sướng lên thật mừng vui. Lúc dân sẵn khơi xưa mừng nghe Giêsu gọi tôi. Mình giờ đó lúc kẻ chết trong Giêsu sống bước ra một phần. Được bình yên trong Chúa đã sống chẳng sai một phần. Mọi con cái Chúa cứ nhớ nhóm nhau hân hoan ở bên kia rạng ngời. Giờ dân sách khơi xưa mừng nghe Giêsu gọi tôi. Giờ dân sách tiền đầu vui quá. Giêsu gọi tôi. Từ ngày sớm đến lúc sống tôi ta luôn hằng hai chăm lo việc này. Tiền ra ai đưa Chúa đưa đến chúng ta là thầy. Đời này kết thúc bay lúc chấm dứt lòng lao khuyên bao phen lệ nhòa. Giờ dân sát khói xưa mừng nghe Giêsu gọi tôi. Giờ dân sát tuyên đồng vui quá vui. Khi dân sát tuyên đồng vui quá vui. Giờ dân sát sướng lên tập mừng vui. Luôn dân sát khói xưa mừng nghe Giêsu gọi tôi. Buổi sáng nay chúng ta hẹn nhau tại đây để cùng cử hành lễ di quan và tang lễ của cô Lê Ánh Hồng. Và trong giờ này tôi xin được đọc một phần đọc kinh thánh rất quen thuộc nhưng cũng ý nghĩa trong giờ phút đó càng hẳn. Lời Chúa trong Thi Thiên thứ 90 từ câu 1 đến câu thứ 10. Lời Chúa chép rằng: Lạy Chúa, từ đời này qua đời kia Chúa là nơi ở của chúng tôi. Trước khi núi non chưa sanh ra, đất và thế gian chưa dựng nên, từ trước vô cùng cho đến đời đời Chúa là Đức Chúa Trời. Chúa khiến loài người trở vào của cho và phán rằng: Hỡi con cái loài người, hãy trở lại. Vì 1000 năm trước mắt Chúa khác nào ngày hôm qua đã qua rồi, giống như một canh của đêm. Chúa làm chúng nó trôi đi như nước chảy cuồn cuộn. Chúng nó khác nào một giấc ngủ. Ban mai họ tựa như cây cỏ xanh tươi. Sáng ngày cỏ nở bông và tốt tươi.
Buổi chiều người ta cắt nó và nó héo. Thật chúng tôi bị hao mòn vì cơn giận của Chúa, bị bối rối bởi sự thạnh nộ Chúa. Chúa đã đặt gian ác chúng tôi ở trước mặt Chúa để những tội lỗi kín đáo chúng tôi trong ánh sáng mặt Chúa. Bởi cơn giận của Chúa, các ngài chúng tôi đều quan đi. Năm chúng tôi tan mất như hơi thở. Tuổi tác chúng tôi đến được 70, còn nếu mạnh khỏe thì đến 80. Song sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm, vì đời sống chóng qua rồi chúng tôi bay mất đi. Đây là một phân đoạn thánh rất quen thuộc và thường được dùng trong các tang lễ Cơ Đốc. Và trong phân đoạn kinh thánh này, nó bày tỏ ít lắm hai điều quan trọng về Đức Chúa Trời cũng như về đời sống của con người ở trên đất này. Điều thứ nhất mà lời Chúa tại đây xác định, đó chính là Đức Chúa Trời là đấng thể trị trên sự sống và sự chết của con người. Và sự sống, sự chết của con người, nói cách khác, nằm trong quyền thể trị tuyệt đối của chính Đức Chúa Trời, đấng tạo hóa. Kinh Thánh chép rằng Chúa khiến loài người trở vào bụi tro và Chúa làm chúng nó trôi đi như nước chảy cuồn cuộn. Những từ liệu mà Kinh Thánh dùng tại đây, Chúa khiến, Chúa làm, cho thấy quyền tuyệt đối của Chúa trên đời sống của con người. Có người được Chúa cho sống lâu ở trên đất này, 80, 90, 100 năm. Cũng có người sống rất ít ở trên đất này, chỉ xuất hiện vài giờ ở trên đất rồi lại qua đời. Và cũng có những người không được hưởng thọ, nhưng chỉ hưởng dương, như là cô Lê Ánh Hồng tại đây, sống chỉ khoảng 35 năm ở trên đất. Nhưng dầu hưởng dương hay hưởng thọ thì sự sống của con người ở trên đất hoàn toàn nằm trong quyền tể trị tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Sự chết đến với con người không phải là một sự tình cờ, không phải là một sự rủi ro. Có người sẽ chết bởi một tai nạn, có người có thể qua đời vì tuổi già sức yếu, và cũng có người qua đời sau một thời gian dài chống chọi với những căn bệnh nan y như cô Lê Ánh Hồng tại đây. Nhưng dầu chết ở tuổi nào, dầu chết cách nào, thì có một điều chắc chắn mà Kinh Thánh đã bày tỏ, đó là sự sống, sự chết của con người ở trên đất ở trong sự tể trị, trong sự cho phép của chính Chúa. Điều thứ hai mà Kinh Thánh cũng xác định tại đây, đó chính là Đức Chúa Trời không chỉ là đấng nắm quyền tể trị trên sự sống và sự chết của con người, nhưng chính Ngài cũng là đấng thánh khiết, đấng công bình, đấng sẽ xét đoán con người tùy theo việc mà họ làm. Một câu hỏi mà nhiều người vẫn thường đặt ra, đó là vì sao Đức Chúa Trời lại không để cho con người sống lâu dài ở trên đất này? Vì sao Đức Chúa Trời không để con người sống hạnh phúc ở trên cuộc đời này? Tại sao con người phải đối diện với những bất công? Tại sao con người phải đối diện với những nan đề, với những bệnh tật, với những khổ đau, với những giọt nước mắt ở trong đời sống của mình? Thánh Kinh xác định cho chúng ta biết tất cả những điều đó đến từ tội lỗi hay sự gian ác của con người. Trong câu 7 và câu 9, Kinh Thánh chép rằng thật chúng tôi bị hao mòn vì cơn giận của Chúa, bị bối rối bởi sự thạnh nộ của Chúa. Bởi cơn giận của Chúa, các ngày chúng tôi đều qua đi. Năm chúng tôi tan mất như hơi thở. Như vậy có thể thấy rằng nguyên do của sự sống ngắn ngủi tạm thì của con người ở trên đất,
nguyên do của những sự đau khổ và cả sự chết mà con người phải đối diện ở trong đời sống này, tất cả là do tội lỗi của con người gây ra. Từ ban đầu Đức Trời tạo dựng nên con người để con người sống mãi trong mối tương giao phước hạnh với Chúa. Nhưng khi con người lìa xa khỏi Chúa, không còn thờ phượng Chúa là Đức đã tạo dựng nên mình, và con người sống cuộc sống bất khiết, vi phạm những tiêu chuẩn thánh của Đức Chúa Trời, thì sự chết đến với con người, sự đau khổ, nước mắt, đó là một phần ở trong đời sống mà con người phải đối diện. Con người lầm lạc ở trong tội lỗi của mình, và cuối cùng con người phải đi đến sự chết. Sự chết về thuộc thể khi con người nhắm mắt lìa đời, và đau đớn hơn, kinh khiếp hơn, đó là sự chết về phương diện tâm linh, sự chết đời đời nơi hỏa ngục mà một người phải đối diện ở trong cả cõi đời đời. Và khi chúng ta học biết về những lẽ thật này, thì chúng ta sẽ không thấy lạ khi ngay từ đầu của phân đoạn Kinh Thánh này, tác giả của Thi Thiên thứ 90, ông đã tuyên bố rằng: lạy Chúa từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng tôi. Khi một người nhận biết cuộc sống của mình ở trên đất là ngắn ngủi, là mong manh, khi một người nhận biết cuộc sống của mình ở trên đất đầy trong trên, đầy khổ đau, và cuối cùng của nó chỉ là sự chết mất, thì thái độ sống đúng của một người khi nhận biết những lẽ thật đó, nhận biết Đức Chúa Trời là đấng tể trị trên sự sống và sự chết của con người, Đức Chúa Trời là đấng sẽ xét đoán con người trong ngày cuối cùng, thái độ đúng, sống đúng của một người cần có là gì? Đó chính là chọn Chúa làm nơi ở của đời sống mình, nương dựa cuộc đời mình ở nơi Chúa. Đó là con người sẽ quay trở về cùng Chúa thay vì tiếp tục lầm lũi cách xa Ngài. Đó là một người sẽ quyết định để chọn Chúa làm nơi nương dựa của cuộc đời mình, thay vì tự mình sẽ sống bôn ba ở trên cuộc đời này, tự mình lo liệu cho chính mình, và cuối cùng phải đối diện với sự phán xét của Chúa, với sự chết đời đời. Chúng ta cảm thấy Chúa vô cùng vì trong những năm tháng rất ngắn mà cô Lê Anh Hồng đã trải qua ở trên đất, 35 năm trên dường thế, thì cô đã làm điều mà tác giả Thi Thiên thứ 90 này đã làm, và đó cũng là điều mà nhiều con cái Chúa trải qua các đời cũng đã làm, đó là đến với Chúa với tâm lòng chân thành, nương dựa cuộc đời mình ở nơi Chúa và tìm thấy được sự bình an, sự vui thỏa, sự phước hạnh cho đời sống mình trong những năm tháng ngắn ngủi đầy khổ đau ở trên đất này. Và rồi cô sẽ có một nơi nương dựa thật yên bình, thật vững chắc tại trong cõi đời đời, nơi mà hiện nay cô đang được ở với Chúa. Và đó là điều phước hạnh mà cô Lê Anh Hồng đang được tận hưởng trong giây phút này. Xin Chúa dùng tất cả những điều mà chúng ta được học biết qua lời của Chúa để đem đến một sự yên ngủi, một sự khích lệ, sự nâng đỡ cho tất cả chúng ta trong giờ phút chia tay với người thân yêu của mình. Sẽ có một lúc chúng ta cũng phải lìa đời như cô Lê Ánh Hồng tại đây, bởi vì Đức Chúa Trời tể trị trên đời sống của chúng ta. Sự chết là một luật định, là một điều không thể tránh khỏi, và ước ao rằng thái độ sống đúng mà chúng ta cũng sẽ làm như cô Lê Ánh Hồng tại đây đã làm, như lời Chúa tại đây đã phán dạy. Đến với Chúa, đặt đức tin ở nơi Chúa, nương dựa cuộc đời mình ở nơi Ngài, để rồi chúng ta sẽ kinh nghiệm một cuộc sống vui thỏa, bình an mà Chúa ban cho, không chỉ trong những năm tháng ngắn ngủi đầy khổ đau ở trên đất này, nhưng ngay cả khi chúng ta nhắm mắt lìa đời, chúng ta biết linh hồn mình được ở đâu trong cái sống, trong những năm tháng chúng ta sống ở trên đất. Trong
vì này xin đề cập kính mời quý hòa thánh cùng quý các quý chúng ta đồng đứng lên. Mỗi người chúng ta sẽ đến với Chúa trong một vài phút ngắn ngủi, và sau đó tôi xin được thay cho hòa thánh để cầu nguyện. Lạy Chúa Chúa Giêsu yêu quý của chúng con, đứng mà chúng con đang nương dựa cuộc đời chúng con ở đây này, đứng đã phán rằng ta là sự sống lại và sự sống, kẻ nào tin ta thì sẽ sống dù đã chết rồi. Người chúng con tin ở nơi Chúa, chúng con tin rằng Chúa là đứng nắm quyền để trị trên dòng lịch sử của nhân loại trên thế giới này và trên chính mạng sống của chúng con. Chúa định những năm tháng chúng con sống động ở trên đất, và chính Chúa cũng sẽ là đấng sẽ đón xét chúng con trong ngày cuối cùng. Xin cho chúng con nhìn biết lẽ thật quan trọng này, để rồi mỗi chúng con có một sự sẵn sàng, một sự chuẩn bị cho cuộc đời của chúng con trong những năm tháng chúng con còn sống động ở trên đất. Xin cho chúng con nhìn biết đời sống chúng con sẽ qua đi. Chúng con có thể kết thúc đời sống chúng con ở trên đất bất cứ lúc nào. Và điều quan trọng mà chúng con cần làm đó là chúng con phải có một sự chuẩn bị sẵn sàng cho đời sống của chúng con, cho tương lai của chúng con, cho cõi đời đời của chúng con. Xin cho chúng con trong lúc còn có cơ hội, chúng con có thể làm được điều mà Chúa muốn chúng con phải làm, một điều cần nhất, quan trọng nhất, ưu tiên nhất trong cuộc sống của chúng con. Tìm đến với Chúa, trở về cùng Chúa, ăn năn tội lỗi của mình và giao phó cuộc đời chúng con hoàn toàn trong sự thể trị, sự ban ơn, sự lo liệu của chính Chúa. Xin cho chúng con biết chọn Chúa là nơi ở đời đời của chúng con. Xin cho chúng con nương dựa cuộc đời của chúng con nơi Chúa, để trong những năm tháng đầy khổ đau ở trên đất này, chúng con tìm thấy được sự an ủi, sự tiếp trợ, sự phù hộ của chính Chúa cho cuộc đời của chúng con. Và khi chúng con liền với cuộc đời này, chúng con sẽ được vui sống với Chúa một cách phước hạnh nơi thiên đàng, nơi Chúa dành ban cho những người thuộc về Chúa đặt niềm tin ở nơi Ngài. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện xin Chúa Ngài ban phước đặc biệt trên tang lễ này, trên gia đình của cô Lê Anh Hồng. Chúng con cảm tạ Chúa vì cô đã biết Chúa, đã tin Chúa và đã nương dựa cuộc đời của cô nơi Chúa cho đến những giây phút cuối cuộc đời của mình. Và chúng con tin rằng trong giờ phút này cô đang được nương dựa ở nơi chính vòng tay yêu thương của Chúa, được kinh nghiệm sự sống phước hạnh, bình an, vui thỏa vô cùng mà Chúa dành lại cho cô. Cảm tạ Chúa về tất cả những điều đó. Và chúng con cầu nguyện cho tất cả chúng con là những người còn đang sống, những người còn đang ở lại ở trong cuộc đời này. Xin cho chúng con đến với Chúa với tấm lòng chân thành, nhận biết Chúa, tin cậy Chúa và sống cho Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa này giúp đỡ và ban ơn cho tất cả chúng con hiện trên tan quyến trong sự chia tay với người thân yêu trong mái gia đình của mình. Xin thần của Chúa là thần yên ủi, thần lẽ thật đến để cảm thúc, ban sự yên ủi lớn của Ngài trên đời sống của từng thành viên trong gia đình, trên hậu thánh của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa rất nhiều. Chúng con cầu nguyện xin Chúa này cũng bảo cùng trên phần còn lại của tang lễ, đặc biệt trên tuyến đường sẽ di quan từ thành phố Hồ Chí Minh đến Đơn Dương, Bảo Lộc, tất cả được một sự bình an, và lễ hảo huyệt cũng sẽ được cử hành trọng thể trong sự ban ơn, trong sự dẫn dắt của Chúa. Của xin Chúa này bảo cùng ban ơn cho tất cả chúng con, và vì dân Chúa được vinh hiển, được đạo sáng qua tháng lễ này. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con thành kính cầu nguyện nghe danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin cảm ơn quý ông thánh cùng quý thánh quý chúng ta đồng.
bây giờ lễ Di Quang được diễn ra như sau. Trước hết là những chàng hoa, kế tiếp là di ảnh, sau di ảnh là quan tài, và sau quan tài là ông nhà chính phủ ta cũng đưa quan hồng về nơi an nghỉ, cuối cùng đó là đêm dương Lâm Đồng. Ý ta được nên rất nhiều rồi. Xin cho chúng con hôm nay của anh đủ này, xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con tha kẻ phạm tội của chúng con. Xin cho để chúng con bị cám dỗ và cứu chúng con khỏi lỗi lầm, vì nước vì thiên niệm được về Cha đời đời vô cùng. Amen. Hallelujah, kim khen ghê su. Hallelujah, amen. Hallelujah, kim khen ghê su. Giờ cây chúng con hoài. Thì giờ này là thời giờ nhận quan. Xin chớ rời tay.
dù được hết khắp thế giới, nếu mất linh hồn ai ơi, lấy chi mà chuộc được lại hồn người. Dịp tiệc đến trong giây nắng, ta hững hờ là thôi lỡ, lúc mong tìm phút ấy chắc không. Bông hoa những nắm đất được phủ lên cho thân xác nằm sâu trong lòng đất lạnh, mãi mãi nghìn trùng xa cách, có nhớ có thương chỉ vỏn vẹn trong ký ức của người còn ở lại. Trong cuộc sống hàng ngày thì tuổi đời còn quá trẻ, qua lời ăn tiếng nói đôi khi cũng không được vui lòng. Xin mời, xin thưa quý vị thông cảm bỏ qua và thương cho gia đình những người ở lại. Trong cuộc cùng một lần nữa chúng tôi xin thay mặt gia đình một lần nữa tri ân sâu sắc đến tất cả quý vị, và sau giờ này xin mời quý vị về tại gia đình nhà hàng Anh Ta, nó dùng bữa cơm thân mật để gia đình bày tỏ sự biết ơn mà quý vị đã dành quan tâm. Chào. Sau đây chúng ta sẽ cầu nguyện chung hát tung vinh, rồi sau đó một sư thiền sẽ cầu nguyện chúc phước, và sau đó mỗi người sẽ gửi một nắm đất hoặc một bông hoa.